Hello, xin chào thầy các bác đã quay lại với cửa hàng anh Kỳ Audio. Đây thì hôm nay anh Kỳ đang tháo tổng lực vệ sinh lô súc AK anh em nhé. Đấy, lô súc 50 AK. Thì như bác thấy thì như ngày hôm nay bắt đầu vệ sinh, bắt đầu trả đơn rồi anh em ạ. Tại vì bắt đầu chiều nay là AK đi rất là nhiều luôn các bác nha. Thì như lâu này các bác đã biết là bên cửa hàng anh Kỳ có 14 quả, mà trong mấy ngày hôm nay đã bán đi được 4-5 quả rồi. Đó, và chiều nay bắt đầu đóng, thì sau khi đó anh em sẽ thấy thì tất cả anh em đang tháo ra để vệ sinh. Thì anh em có thể thấy này, cái tập trưng này các bác thấy là cái chân này. Đấy, đặc biệt là cái chân này. Cái này nó để trong phòng hoặc nó để đi dưới, để dưới đất, dưới nền đấy. Nên là cái chân bắt đầu bên em phải làm lại này. Đây, những con này bắt đầu làm này, mài lại này. Đó, mài lại anh em nhé. Còn những chân chưa làm các bác thấy này, để dưới đất mà gỗ thì gỗ, nhưng mà để dưới đất thì nó cũng bị ấm ướt. Nên cái này đắp lại đi lại cho nó đẹp. Còn tất cả trên đầu, vách, viền các thứ thì không lo, tại vì những cái này nó không tiếp xúc đất. Đấy, nên hầu như đang còn long lanh luôn. Nên là riêng về cái chất lượng gỗ ấy, thì nó thật quá luôn. Đây là gỗ bạch dương anh em nhé, gỗ ván ép bạch dương, nên là hầu như chất âm nó sẽ là rất là mềm mại. Được chưa anh em? Và đây là lô súc AK. Thì ta sẽ đi vào bên trong một chút. Thì đây anh em có thấy này, mài hết. Đấy, bắt đầu sơn lại thì đẹp giống như hôm qua. Hôm qua con nào cũng sơn lại hết. Đấy, sơn full hết. Thì đây là lô súc 50 của AK. Đấy, và với cái giá bên cửa hàng anh Kỳ đang bán ra rất là rẻ, đó là 5.500.000 đồng một quả anh em nhé. Đấy, và xương nó sẽ là xương đa chấu. Đấy, xương đa chấu đơn được chưa anh em. Vòng bát rất là ngon luôn, tất cả anh em chưa vệ sinh chưa đau chùi luôn nhé. Nhiều các bác thấy này. Đấy, bao nhiêu năm rồi này anh em thấy chưa. Đấy, chỉ cần lau phát này, lau cái này là cái bụi bặm nó bám ngoài các bác thấy không? Cái vết bụi nó bám này đó, cái vết bụi nó có thành viền luôn này đó. Sau thời gian đánh nhưng mà chúng ta lau phát này, từ nó vẫn đen ánh luôn. Cái lượng từ và keo nó rất là tốt, anh em nhìn thấy cái viền keo chưa? Đấy. Đấy, bụi bặm thì không tránh được, phải dùng theo thời gian. Đấy, các anh em thấy chưa, màng nó sẽ là dạng màng phủ một lớp chống nước nhẹ ở đây anh em nhé. Đấy, sờ một lớp chống nước đây này, và gần nó sẽ là gần 2 sóng dày to, lòng mát sâu, cô 100. Đấy, cô 100 anh em nhé, tất cả keo zin 100% luôn anh em thấy nhé, zin 100% luôn. Đấy, có đấy chưa. Đấy, viền này chỉ ngon đang ướt rượt luôn. Và với những con súc AK này thì hầu như về hình thức, đây là lúc khi chưa vệ sinh lên, thì bắt đầu chiều nay em sẽ cho anh em là sơn si lại hoàn chỉnh cho các bác để lên cho anh em lô súc AK này luôn. Và những bác nào đặt hàng đầu tiên ấy thì chiều nay bắt đầu em cũng sẽ trả thêm cho 3 bác nữa. Hôm qua thì mới được một bác thôi. Đấy, chiều nay trả thêm cho 3 bác này là ok. Là coi như là ta sẽ là những cái đơn coi như là những các bác đặt. Còn những bác nào mà thích những con súc chất mà cái hai nữa là thương hiệu, thì AK là một dòng cực kỳ thương hiệu rồi. Và cái bát nó là hầu như là được anh em song sinh, cũng anh em song sinh đấy, của thằng CF nó rất là đẹp anh em nhá. Xương dày, xương chấu dày to anh em nhá. Đấy, keo anh em nhìn thấy cái kẹp từ đen của nó chưa? Chưa một vết hen gì luôn, anh em thấy không ạ? Bụi bặm thì không thể tránh được, nhưng mà những cái vết này anh em thấy chưa? Chưa một vết hen gì luôn. Đấy, xương nó rất là đẹp, độ chi tiết toàn thiện rất là cao. Anh em nhìn cái bát xịn này, các bác chỉ cần nhìn cái là nhìn nó khôn ngay đúng không? Đấy, nhìn thằng bãi các bác nhìn nó rồi, nó nhìn nó rất là khôn. Đấy, 4 lỗ tương hợp với trước, đây là gọc sắc mặt. Đấy, nói chung là gia đình tầm 30, 45, 50 mét vuông. Kể cả anh em nào thích bạo lực thì chơi những cỏ này thì có là tuyệt vời rồi. Nói thật, riêng về bạo lực thì đây là những lô súp mà nói luôn là cái giá tiền nó cực kỳ hợp lý luôn. 5.500.000 đồng một cỏ anh em nhé. Đấy, thì trong đây, coi như là hôm nay để nó dọn luôn mà. Dọn luôn súp này, thì trong đây chỉ còn một cỏ này thôi. Đó là tổng còn là hiện tại là còn 12 quả. Được chưa anh em? 12 quả. Nhưng chiều nay sẽ đi tiếp thêm 3 quả nữa. Được chưa mọi người? Đấy. Nói chung là hiếm lắm mới có những lô súp mà nó đẹp như này. Nói chung là các bác thấy cái đít thì sẽ làm lại thôi, chứ còn những cái này sơn lên là đẹp hết. Được chưa anh em? Đó, không không quan trọng lắm. Đấy, với những chiếc bát anh em, bát nào đều giống như vắt chanh luôn. Các bác thấy không? Đều như vắt chanh luôn. Đều tươm tươm luôn. Đấy, từ không có nào bị dỉ hen dỉ luôn các bác nhá. Kể cả như cái chạm chấu cắm loa này, không có nào bị gì luôn. Đấy, dầu bọc rất là kỹ lưỡng, cô 100. Đấy. Các bác thấy chưa? Ngon lành chưa? Đấy, keo đổ cực kỳ chắc chắn luôn các bác thấy không? Đấy, lòng bát sâu chứ. Những con bát sâu này đánh thì thôi, khó phải nghĩ rồi. Gần 2 sóng dày. Đấy, gần 2 sóng anh em nha. Đó. Thùng vòm thùng thì tuyệt vời đẹp luôn. Em rất là thích cái vòm thùng kiểu như này. Đấy. Vòm thùng kiểu này là rất là khoái luôn. Vòm thùng nó rất là đẹp mà nhìn nó gọn các bác ạ, nhìn nó rất là gọn luôn. Em đo luôn kích thước cho anh em xem nhá, để các bác nào nói chung là ok. Xin chào mọi người, bác nào vào cho Kỳ online các bác nhá. Rồi các bác đợi em một chút. Đây này, các bác đợi em một chút nhá. Ok, bác nào vào cho Kỳ online anh em ơi. Đấy, anh em đang xem đèn đốm các thứ các kiểu, ngắm súp ngắm ấy rất là đông. Đấy, tất bật anh em ạ. Đây. Đây, ok chưa? Đây, lên luôn cho các bác.
xong rồi kéo cho coi, kéo rồi coi. Ok, xin chào mọi người, bắt đầu vào cho kiểu lại. Rồi, đây chiều cao đây anh em nhé. Chiều cao nó là 70, rồi chú có bố ra đi chú. Rồi chú có bố ra thôi, bố tay, cứ bung tay, bung tay thôi. Đây, chiều cao nó này là 70 anh em nhé. 78, nói chung là 78. Ngang nó giờ thế là ngang nó phải tầm hơn 5 mấy rồi, 56, không chỉ cần bảo 53. Thì hai cái viền này nó là mất bao nhiêu phân rồi đúng không? Đấy, 56, sâu thì chắc nó cũng thấy tầm đó. Sâu nó là 60. Đấy, ngang 56, sâu 60 và cao 7, 72, 73. Được chưa mọi người? Đó, anh em cứ tìm 68, 70. Đó, cao là 68 nhé, quên là 72, 73. Cao là 68 nha, nói chung là vòm này là đẹp rồi, vòm chuẩn rồi. Đấy, cao 68, sâu hơn 6 chục. Đó, được chưa anh em? Sâu 60, ngang 56, gần như là vòm tiêu chuẩn là đẹp rồi đấy. Nó không có vuông mà nó không có dài hình chữ nhật, đúng không mọi người? Đấy, được chưa anh em? AK nhá, anh em nhìn thấy bát ngon không? Đấy, bát cực kỳ ngon luôn. Anh em tháo ra và kiểm tra hết hoàn toàn luôn. Bây giờ anh kia là làm là phải kiểm tra hoàn toàn luôn. Đấy, chiều lúc nào mà sơn lên là anh em thấy là nó long lanh, long con nhà bà Lanh luôn nhá, không phải nghĩ ngợi luôn. Đó, tất cả kiểm tra zin là về zin anh em nhá, zin anh bên gà anh kỳ là zin là zin. Những món nào mà thích những cặp súp này trước liên hệ đặt hàng với gà anh kỳ được nhận giá ưu đãi là một, thứ hai nữa là sơn si hoàn chỉnh đẹp đẽ các bác nhá. Đấy, sơn si hoàn chỉnh đẹp đẽ và bao cho các bác luôn, đánh không phê không lấy tiền. Và những bác nào mà thích luôn kết hợp đẩy với dòng súp này thì cũng liên hệ với bên gà anh kỳ luôn, đẩy kèm với súp này thì bên em cũng có nhá. Giá chỉ là dao động khoảng tầm 2.800.000 đồng là chúng ta có thể là kết hợp được một combo đánh tức người tức ngực mà gọi như đánh nhấc mông nhàng sớm luôn. Đấy, nhấc mông luôn anh em nhé. Những con súp cực kỳ đẹp, có thương hiệu AK, thương hiệu của Nhật để cho mọi người, và tất cả những thương hiệu kể cả AK bây giờ hay Sunsui bây giờ anh em nên nhớ là đã chuyển giao hoàn toàn công nghệ sang Trung Quốc được các bác nhá. Chứ không còn những cái hàng mà người trước anh em mà điện dùng 110 hay là những cái đầu cối cái này đó là những cái thập niên mà 90s, 80s rồi, bỏ qua đi. Bây giờ thời đại là thế kỷ 21 chuẩn bị sang thế kỷ 22 rồi, anh em đừng có nghĩ ngợi những cái mà made in nhá. Đấy, kể cả BMB bây giờ các bác không tìm ra made in đâu, đó là cái điều 100% rồi. Nhưng đây là một thương hiệu lớn của Nhật, Akai, và giá của nó anh em biết rồi, 5.500.000 đồng. Đấy, vệ sinh sạch đẹp và ưu tiên cho những bác nào đặt hàng trước sẽ có khi có thêm ít lọc lá vào tháng 7 này nhá. Ok mọi người, cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào và hẹn lại các bác trong những clip tiếp theo. Xin chào các bác, xin chào mọi người. Bye bye.